Ngày 21 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký công văn hướng dẫn phối hợp giữa y tế địa phương và gia đình tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho F0 tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương ban hành ngay quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho F0 thuộc địa bàn quản lý. Đối tượng áp dụng là các F0 có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm real-time PCR dương tính và không có triệu chứng lâm sàng, không có bệnh lý nền hoặc có bệnh lý nền nhưng đã được điều trị ổn định và không mắc hội chứng béo phì. Các cơ sở cách ly F0 tập trung trên địa bàn có thể dùng cơ sở tầng có sẵn như ký túc xá trường học, chung cư mới chưa được đưa vào sử dụng, các khách sạn, nhà nghỉ, trường học. Quy mô căn có số F0 được phát hiện và điều kiện tùy thuộc vào mỗi địa phương. Địa phương cần phải bố trí khu cách ly riêng biệt cho người có xét nghiệm sáng nguyên nhanh dương tính tức là chưa có kết quả xét nghiệm real time PCR và người đã có kết quả PCR là dương tính. Với F0 mới phát hiện không có triệu chứng lâm sàng, ngành y tế xem xét cách ly tại nhà nếu có kết quả xét nghiệm real time PCR có giá trị là CT lớn hơn hoặc bằng 30 và hội đủ điều kiện theo quy định của ngành y tế.